Xin chào các cô chú, anh chị em và các bạn. Trong cái video của ngày hôm nay thì Ngọc muốn chia sẻ tới cái gọi là cái chứng mà bị chuột rút đó, hoặc là tiếng Anh nó gọi là muscle cramp. Thì trước khi vào cái chia sẻ của ngày hôm nay thì Ngọc muốn nói một chút với các cô chú anh chị em, đó là Ngọc trong những cái video, tại vì tới bây giờ thì Ngọc làm cũng khá nhiều rồi, cũng trên 130, hơn 130 cái video rồi. Thành ra nó có rất là nhiều cái video. Thì để mà giúp cho các cô chú anh chị em mình dễ dàng thấy được những cái thông tin mà mình muốn tìm hiểu hay là muốn biết qua những cái chia sẻ của Ngọc đó, thì Ngọc có gọi là làm ra cái playlist, hay là nói nôm na là giống như Ngọc phân chia nó ra những cái nhóm video, những cái video mà nó có liên quan, cái chủ đề nó có hơi liên quan với nhau đó, để mà Ngọc chia nó ra từng cái nhóm nhỏ nhỏ riêng, để mà nó dễ dàng cho các cô chú anh chị em mình vào đó tham khảo. Và một khi mình nhấn vào chọn một trong những cái video mà ở trong cái nhóm đó đó, thì nó sẽ tự động lên hết tất cả những cái video mà nó có hơi cái liên quan với nhau trong cái nhóm đó, thì các cô chú anh chị em mình sẽ dễ dàng tìm những cái thông tin mà mình muốn tìm hơn. Cho nên thành ra Ngọc muốn thông báo cái điều đó để cho các cô chú anh chị em, thay vì vào cái video của Ngọc chia sẻ hàng ngày đó rồi, nhưng mà nếu như mình muốn tìm cái thông tin nào chẳng hạn như chăm sóc da, hay là bệnh của người già, hay tức là những cái tiêu đề gì đó mà các cô chú anh chị em muốn tìm hiểu, thì có thể đánh, chẳng hạn như đánh chăm sóc da dược sĩ Ngọc, thì nó chăm sóc da dược sĩ Ngọc USA, thì nó sẽ lên vô trong cái playlist đó, nó chính xác cái playlist đó luôn. Rồi nó sẽ tất cả những cái video mà sau khi nó lên cái video này xong thì nó sẽ đi tới cái video kế tiếp để cho các cô chú anh chị em theo dõi, nếu như mình muốn nghe những cái thông tin mà nó liên quan về cái vấn đề đó, thì nó ở trong cái nhóm đó thì nó sẽ tự động lên hết video này tới cái video khác cho mình, để mà mình có thể tiện cái việc theo dõi, thay vì mình phải tìm từng chút đó. Thì Ngọc chỉ muốn thông báo như vậy cho các cô chú anh chị em mình có thể đi thẳng vào trong cái kênh luôn và chọn lựa những cái chủ đề mà mình muốn biết đó, thì click vô đó thì tự động nó sẽ lên hết những cái video liên quan. Thứ hai nữa là Ngọc muốn các cô chú anh chị em nào mà đã theo dõi Ngọc hay biết đến Ngọc trong cái thời gian qua rồi mà chưa có đăng ký vào kênh hay subscribe vào kênh đó, thì hãy giúp ủng hộ Ngọc bằng cách subscribe, đăng ký vào trong kênh. Thứ nhất là nó giúp ủng hộ cái tinh thần của Ngọc, để Ngọc cảm thấy rằng cái điều mình làm nó hữu ích. Đó là cái điều mà Ngọc khẳng định, gọi là giúp Ngọc khẳng định về cái điều đó. Thứ hai nữa là nó giúp cho cái sự YouTube ấy, người ta sẽ đăng tải những cái video và nó làm cho cái kênh Ngọc nó mạnh hơn, thì nó sẽ đem đến được cái hữu ích cho nhiều người hơn. Cái đó là cái điều Ngọc rất là mong muốn. Cho nên thành ra Ngọc rất là mong các cô chú anh chị em ủng hộ giúp Ngọc trong cái vấn đề đó, cũng như chia sẻ đến nó nhiều người hơn nữa, tại vì cái đó là cái cách mà Ngọc cần cái sự hỗ trợ, trợ giúp của các cô chú anh chị em, những người mà đã biết tới Ngọc và đã thấy những cái thông tin của Ngọc chia sẻ nó hữu ích, thì hãy giúp Ngọc làm cái điều đó. Bây giờ trở lại trong cái video mà Ngọc muốn chia sẻ của ngày hôm nay, là nói về cái chứng chuột rút hay là cái muscle cramp. Thì Ngọc nói chung cái này thì nó cũng rất là đơn giản, chứ nó không có nhiều thông tin. Thành ra Ngọc tóm tắt những cái thông tin mà gọi là cô đọng nhất, mà nó hữu ích đó, để mà các cô chú anh chị em tham khảo ở trên cái bảng đây. Thì nói đến cái nguyên nhân, nó rất là khó mà để nói rõ ràng là cái nguyên nhân nào là cái nào. Thì đây là những cái nguyên nhân mà có thể xảy ra khi mà mình bị chuột rút. Tuy nhiên, nếu như mà cái vấn đề đó mà nó xảy ra quá là thường xuyên, hoặc là nó xảy ra mà, đó là những cái điều mà Ngọc ghi ở dưới đây, tức là khi nó xảy ra mà nó lại đi kèm với những cái vấn đề khác, như là nó đau hay nó sưng,
nó đỏ ở cái vùng mà bị chuột rút đó nữa đó, hoặc là nó căng nó cứng đó, thì có thể không phải chỉ là cái đơn giản là cái chuột rút không. Thì trong những cái trường hợp như vậy, mình phải cần đi đến bác sĩ kiểm tra để mà cho có một cái sự rõ ràng là thực chất cái đó là cái vấn đề gì, chứ không nên lơ là nghĩ chỉ là chuột rút. Cái đó là cái lời khuyên mà Ngọc rất là quan trọng, mà Ngọc muốn các cô chú anh chị em mình phải biết cái điều đó. Còn nếu như mà chỉ thông thường, thỉnh thoảng, lúc này lúc kia, hay là thường những cái lúc mà mình tập thể dục đó, mình tập thể dục, sau khi mình tập thể dục xong rồi tự nhiên mình cảm thấy bị cái gọi là chuột rút hay là giật bẻ rồi đó, những cái đó thì đôi khi nó không gọi là có cái gì nghiêm trọng, mà chẳng qua những cái lúc đó tại vì mình sử dụng cái cơ của mình, tại vì khi mình tập thể dục đó mình sử dụng nó gọi là hơi quá nhiều rồi, không nói cái vấn đề thể dục không nữa, mà đôi khi ví dụ mình đi làm chẳng hạn như Ngọc, đi Ngọc đi làm dược sĩ, đôi khi Ngọc đứng trên cái chân của Ngọc coi như là có thể nói là liên tù tì trong suốt cái khoảng thời gian mà Ngọc đi làm, chứ không có được ngồi xuống không. Thì các cô chú anh chị em mà đã vào trong cái nhà thuốc là đã thấy dược sĩ làm việc như thế nào đó. Thành ra Ngọc không có được nghỉ ngơi, tức là cái cơ của Ngọc nó không có được nghỉ ngơi, gọi là nó overwork, nó mệt mỏi đó. Rồi nếu như sau đó mà Ngọc đi về nhà và nếu như Ngọc muốn đi bơi nữa đó, hay là Ngọc muốn đi tập thể dục nữa, thì nếu như mà tổng cộng hết tất cả những cái hoạt động của Ngọc trong cái thời gian của cái ngày đó đó, thì rõ ràng nhiều khi nó quá, gọi là nó có thể nói là quá tải cho cái cơ, thành ra đôi khi nó bị gọi là nó chuột rút, thì cái đó là cái chuyện bình thường đó. Cho nên thành ra cái đó thì nó không có cái gì gọi là quá mà phải suy nghĩ, tức là nó cái lúc đó cơ nó quá mệt thì nó như vậy, nhưng mà sau đó thì nó bình thường trở lại thì nó không sao. Thì thường mà những khi mà nó xảy ra như vậy đó thì mình chỉ cần là xoa bóp nó ở những cái vỗ mà bị đó, gọi là xoa bóp giống như để cho mình thư giãn cái cơ, hoặc là căng cái cơ ra, hay là làm những cái động tác mà stretching đó, tức là căng, gọi là căng giãn cái cơ ra để cho giúp cho nó thư giãn, thì nó trở lại bình thường, nó nhanh hơn, nó sớm hơn đó, chứ không có một cái gì mà quá là lo ngại. Nhưng mà nếu như nó như Ngọc nói, nó xảy ra thường xuyên và nó lại đi kèm với những cái đau hay cái nhói khác, hay là nó sưng, nó tấy lên, nó phù lên đó, thì cái đó phải cần có cái sự kiểm soát của bác sĩ y tế, để cho người ta cần làm những cái gì, người ta kiểm tra hay người ta xét nghiệm hay người ta gọi là khám ra cho mình, để chắc chắn rằng loại suy ra những cái vấn đề mà nghiêm trọng mà có thể xảy ra. Thì đó là cái lời khuyên mà Ngọc muốn các cô chú anh chị em mình phải hiểu cái điều đó cho rõ ràng và làm, chứ đừng có gọi là take nó ý gì quá, là nghĩ ồ không sao không sao, không có phải như vậy, không có nên như vậy. Thì đi nói tới cái nguyên nhân thì như Ngọc đã nói là khi mà mình sử dụng nó quá nhiều, hoặc là nó mệt mỏi quá, cái cơ nó mệt mỏi quá đó, thì đôi khi nó rút, nó chụp, nhưng mà sau đó thì nó trở lại bình thường. Cũng như là cái tình trạng mà mất nhiều nước đó, hay là khi mình gọi là cầm chẳng hạn, như ví dụ cái cơ tay mình cũng vậy, ví dụ đôi khi mình cầm, mình đang làm cái tư thế gì đó mà mình giữ ở trong cái tư thế nó hơi quá lâu đó, thì cái cơ nó mỏi đó, thì nó cũng tạo ra cái vấn đề chuột rút ở trong cái cơ của cơ tay chẳng hạn, những cái cơ nào mà mình đang sử dụng nhiều đó đó, ở trong cái tư thế nó quá lâu, mình giữ ở cái tư thế nó quá lâu đó, thì nó cũng có thể dẫn tới vấn đề đó. Thì nói tóm tắt lại, những cái mà như vậy thì nó bình thường. Tuy nhiên có ba cái vấn đề mà nó rất là gọi là quan trọng đó, mà nó có thể dẫn tới cái trường hợp mà mình bị chuột rút hay là cái muscle cramp. Đó là cái sự thiếu lưu thông của máu tới cái vùng đó. Đó. Tại khái khi nó thiếu lưu thông tới đó, nó thiếu chất dinh dưỡng, nó thiếu oxygen, nó thiếu cái là cái khí oxy đó, tức là nó thiếu những cái đồ bổ dưỡng và cái cung cấp và nuôi dưỡng, và làm cho nó có những cái chất mà cần thiết gọi là thư giãn, co cơ, tức là cái sự co bóp của cơ và cái thư giãn của cơ đó, thế mà máu đỡ tới thiếu, nghĩa là những cái chất dinh dưỡng, những cái chất cần cho nó cung cấp cho nó bị thiếu, và khi bị thiếu thì cái sự co giãn,
tức là nó co thì nó phải có sự giãn ra, gọi là relax, thư giãn của cơ. Nhưng mà khi nó thiếu những cái chất đó thì cái sự nó có co mà nó không có giãn đó, cái sự co giãn của nó không có được phối hợp, nó không có được phối hợp một cách rõ ràng đó, tức là nó không có nhịp nhàng đó, thành ra khi nó giúp rút lại và nó cứng, nó căng lên mà nó không có được thư giãn đó thì nó cũng sẽ tạo ra cái vấn đề đó. Thứ hai nữa là thiếu một số khoáng chất. Ngọc biết chắc chắn là các cô chú anh chị em mình đã nghe qua rồi. Khi mà bị trục rút đó, thiếu magie đó đó, thì trong cái video mà Ngọc làm về cái chất mà magnesium hay là cái chất magie đó, thì Ngọc cũng có nói tới cái vấn đề rồi rồi, tức là khi mà thiếu cái đó, tại vì cái chất magie hay là cái chất mà potassium hay là kali, tiếng Việt gọi là kali đó, hoặc là cái chất canxi, thì ba cái chất khoáng chất này nó đều có ảnh hưởng tới cái sự hoạt động làm việc của cơ, tức là cái sự co bóp và cái sự thư giãn của cơ. Sau khi nó co bóp rồi để nó làm những cái việc nó cần làm thì nó phải cần thư giãn đó, thì ngược lại khi thiếu những cái chất này thì nó ảnh hưởng tới cái quá trình co bóp và giãn của cơ đó, thư giãn của cơ đó, cho nên nó còn dẫn tới cái quá trình mà trục rút. Thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân chính mà nó có thể dẫn tới cái vấn đề này. Và cái vấn đề thứ ba nữa là cái sự chèn ép của cái dây thần kinh ở cái vùng, ở trong cái cột sống, ở cái vùng mà cái thắt lưng á, hay là cái xương chậu, cái thắt lưng đó, là tiếng Anh nó gọi là cái lumbar region. Thì đôi khi có những cái vấn đề, hoặc là khi mà nhiều khi lớn tuổi nữa thì có cái sự mà gọi là chèn ép giữa những cái cơ mà ở trong cái cột sống, có thể nhiều khi do cái vấn đề mà bị loãng xương, thì cái cột sống mình nó gọi là nó hơi ngắn lại, nó sụn lại, nó không có được ở cái vị trí mà thẳng đứng như hồi xưa nữa đó. Thì khi mà cái sự gọi là dùng cái chữ sụp thì Ngọc nghĩ nó hơi quá là nghiêm trọng, nhưng mà có thể cột sống nó không có được thẳng như hồi xưa nữa đó, thành ra khi người ta nói lớn tuổi là do cái chữ loãng xương, nhiều khi cái cơ thể mình nó ngắn ngắn lại hơn, nó thấp hơn so với hồi trẻ, là đó là những cái lý do. Thì cái cột sống của mình, do cột sống của mình nó gọi là nó hơi sụn xuống đó, nó không có được ở vị trí thẳng, thành ra những cái dây thần kinh, tại vì cột sống mình đứng thẳng và những cái dây thần kinh nó đi ra từ những cái lỗ trong cột sống á, thì khi mà cái cột sống mình nó không có được thẳng mà nó bị siêu vẹo hay nó sụn xuống một chút đó, thì nó đè nén lên những cái cơ đó, nên lại đè nén lên những cái dây thần kinh đó. Và cái dây thần kinh á, thì nó từ trong cột sống mà nó đi ra, nó tỏa xuống những cái cơ quan liên quan của chân, của tay của mình. Thành ra khi thì ở cái vùng mà ngay ngang cái chỗ vùng thắt lưng đó, là những cái dây thần kinh đó nó đi xuống dưới chân của mình. Cho nên đôi khi mình có cái cảm giác, nếu như mà cái vấn đề đó xảy ra và cái nơ nó bị chèn ép ở cái khu đó đó, thì đôi khi mình có cái cảm, những cái cảm giác mà nó giống như chuột rút, nhưng mà thật sự nó không phải là chuột rút mà nó đau đó, nhưng mà mình cảm nhận nó hơi giống như chuột rút vậy đó. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mình nghĩ rằng mình bị chuột rút. Thì đó là cái những cái nguyên nhân gọi là trầm trọng mà nó liên quan tới cái vấn đề chuột rút. Thì như Ngọc nói, nếu như mà mình làm những cái vấn đề như là thư giãn cơ, hay là mình ăn uống những cái chất mà nó có kali, magie hay là canxi rồi đó, đại khái là mình cảm thấy rằng mình thư giãn cơ, mình ăn uống là tương đối đầy đủ chất, tức là đại khái mình không nghĩ là mình thiếu trong những cái khoáng chất này đó, và cái chuyện mất nước mình cũng không có, tức là ăn uống tương đối, gọi là mình nghĩ rằng mình gọi là đảm bảo trong cái vấn đề đó. Mà nếu như cái vấn đề mà chuột rút nó vẫn xảy ra thường xuyên thì có thể nó liên quan tới những cái nguyên nhân này. Thì đó cũng là cái lý do mà tại vì sao nếu như mà khi mình biết rằng không có cái vấn đề gì trong cái vấn đề ăn uống mà mình vẫn bị thường xuyên, và đặc biệt nó lại liên quan tới cái vấn đề mà đau cơ, đau đầu thường xuyên hơn, nó gắn liền với những cái dấu hiệu đó nữa, thì dứt khoát phải đi đến bác sĩ và phải gọi là nói chuyện với bác sĩ để mà có một cái sự kiểm tra rõ ràng những cái gì bác sĩ cần làm để mà có thể
tìm ra cái nguyên nhân thực sự của nó là gì. Đó. Đối với các cô chú nào mà hay bị gọi là chuột rút, mà ví dụ trước khi mà buổi tối đó, mà trước khi đi ngủ rồi đó, thì một cái điều mà Ngọc đọc, mà Ngọc thấy nó cũng giúp Ngọc trước đây, và Ngọc cũng luôn luôn làm đó. Nếu như mình thấy cái vấn đề mà cơ mà nó chuột rút, thường thì nó chuột rút, Ngọc thì hay bị ở dưới cái bắp chân ở dưới này nè, thì Ngọc nghĩ là nó do cái vấn đề là đứng nhiều quá, rồi thêm tập thể dục nữa, nó gọi là overwork cho nó đó, nó quá tải đó, thành ra nó phản ứng như vậy đó, để cho mình biết là chậm lại, như là nhẹ nhàng hơn, như là đại khái là thương nó một chút, đừng có áp lực cho nó quá đó. Thì đối với những lúc như vậy thì đôi khi trước khi Ngọc đi ngủ rồi đó, Ngọc hay gọi là làm những cái động tác mà Ngọc duỗi chân, để mà Ngọc làm cho cái cơ nó được là căng giãn ra, nó thoải mái, nó relax đó, thì nó giúp hơn khi mà mình đi ngủ thì nó đỡ bị hơn đó. Hoặc là nghỉ ngơi như trong ban ngày ban đồ đó, nếu như có thể những cái lúc mà mình có thể nghỉ ngơi được thì nên nghỉ ngơi, gọi là ngồi xuống một chút để mà cho cái chân nó được là có cái sự nghỉ ngơi của nó, chứ nó không, nó căng thẳng, nó ở cái trạng thái mà làm việc hồi đó thì nó bức xô thôi. Thành ra đó là những cái điều mà các cô chú các chị em mình phải chú ý vào, gọi là mình khi mà cái chuyện này xảy ra đó, mình gọi là theo dõi cái nó xảy ra thường xuyên không, hoặc là khi nó xảy ra thì nó hay gắn liền với những cái hoạt động gì, những cái lúc gì nó hay xảy ra, tức là mình chú ý một chút xíu để mà nếu như mình nghĩ rằng ồ nó có liên quan tới cái đó thì mình hơi điều tiết, mình điều chỉnh cái hoạt động của mình hay là cái cách thức của mình một chút để cho giúp cho nó nghỉ ngơi, gọi là để tâm tới nó một chút đó, thì nó không có làm phiền mình. Đại khái nôm na là như vậy. Thì Ngọc hy vọng là cái video này nó ngắn gọn nhưng mà nó có những cái điểm mà nó rất là rõ ràng, để cho cô chú anh chị em hiểu hơn là khi nào mình có thể tự làm để mà không có cần phải lo về cái vấn đề chuột rút, nhưng mà khi nào là cái điều mà mình cần phải đi đến bác sĩ để mà tìm cho ra cái nguyên nhân, chứ không nên để nó quá lâu dài thì nó có dẫn tới những cái vấn đề mà nguy hiểm khác mà có thể xảy ra. Thì Ngọc xin dừng ở đây. Rất là cảm ơn cái sự theo dõi, ủng hộ của các cô chú anh chị em. Và hẹn gặp lại cái video tới, Ngọc sẽ tiếp tục làm, coi như là tới khi nào mà Ngọc cảm thấy là cố gắng của mình gọi là mãn nguyện với cái tâm tình của Ngọc đó, là Ngọc muốn làm đó, thì Ngọc sẽ tiếp tục làm trong cái thời gian tới. Thì Ngọc xin chào.